Lan Truyền cảm ơn quý vị đã có sự hiện diện đông đủ trong ngày hôm nay, một sự kiện rất là quan trọng đúng không ạ? Đương nhiên thì Trường có một ca khúc nữa cũng muốn gửi tặng cho quý vị. Ca khúc Gót Hồng là một ca khúc của cố nhạc sĩ Bảo Phúc. Trường nghĩ là ca khúc này đã trở thành một cái nhạc hiệu trong tất cả các cuộc kỳ thi về nhan sắc, về sắc đẹp trong nước cũng như là ở hải ngoại. Và cái ca khúc Gót Hồng này nó cũng đã trở thành một cái bước, đánh dấu một cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp âm nhạc của Lam Trường. Trường nhớ là vào năm 1998 Trường đã hát bài này trong cuộc thi báo Hoa Hậu của báo Tiền Phong. Trường rất là nhớ mãi cái bước ngoặt đó. Và bây giờ thì Lam Trường xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức lại ca khúc Gót Hồng cùng với sự biểu diễn của những người đẹp. Những người đẹp đã như Gót Hồng đã từng tham gia trong những cuộc thi nhan sắc rất là quan trọng của quốc gia của nước ta. Và cùng với sự trình diễn đây là một bộ sưu tập Dạ Hội Mùa Hoa Xuân của nhà thiết kế Quỳnh Paris. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Gót hồng nhẹ nhàng xuôi giữa khung trời để sắc hương sau những dòng đời. Gót hồng nhẹ nhàng xuôi theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thầm tin. Gót hồng nhẹ nhàng xuôi giữa khung trời để sắc hương sau những dòng đời. Gót hồng nhẹ nhàng xuôi theo điệu múa cùng dáng em rực cháy lên dáng người. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm đây một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em rực cháy lên dáng dỡ. Kìa đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sẽ hướng nghe thương cùng bước em giật cháy lên sao người. Thời gian xuôi giữa khung trời để sắc hương sâu những dòng đời. Gót hồng nhẹ nhàng xuôi theo điệu múa cùng dáng em cùng bước chân thân đi. Ngõ ngàn thời gian như lắng đọng và khắp những gian đang chìm trong mộng. Gót hồng nhẹ nhàng xuôi theo điệu múa cùng dáng em giật cháy lên dáng người. Khi đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sắc hương nghe thương cùng bước em giật cháy lên giật dáng. Khi đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sẽ cứ nghe thương cùng bước em giật cháy lên dáng người. Khi đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm nay một đêm sẽ cứ nghe thương cùng đứng em dịch cháy lên dạng dỡ. Khi đêm nay bao nhiêu gã si tình thành đã ngây dài vì dáng em. Và đêm đây một đêm sẽ cứ nghe thương cùng đứng
những em giật cháy lên giam ngày. Xin quý vị đã nhiều ạ. Và một lần nữa xin quý vị hãy chạm vào tay cho những người đẹp của chúng ta đêm nay ạ. Xin quý vị. Hãy cùng cho em đẹp.